Tình báo Mỹ đưa ra cảnh báo về những hành động đáp trả tiềm năng của Nga. Quân Ukraine phải rút khỏi Ismail Lovka, Selidovo nguy cơ sụp đổ. Israel tấn công Iran, nhiều vụ nổ lớn dùng chuyển Tehran. Mỹ đưa phi đội F-16 đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng. Ông Trump chế nhạo cáo buộc nguy hiểm của bà Hillary Clinton. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Việt Plus. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Cập nhật những diễn biến mới về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Hãng tin Fox dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc và Ủy ban Tình báo Hoa Kỳ, viết tắt là IC, đều đã khuyên Washington không nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo phân tích được Fox trích dẫn, việc bật đèn xanh cho kỳ ép sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp sẽ không có tác động chiến lược nào, trong khi có nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Washington và Moscow. Quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Fox News rằng việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ để tấn công tầm xa là liều lĩnh xét đến lập trường của Nga. Đồng thời cho biết thêm rằng Nga là một cường quốc hạt nhân có khả năng gây ra những điều tồi tệ cho cả Ukraine và Mỹ. Quan chức này cũng cho biết, ic cũng đã khuyến cáo rằng moscow có khả năng sẽ di chuyển các tài sản quân sự của mình ra khỏi phạm vi nếu ukraine được phép sử dụng toàn bộ hệ thống atacms điện kremlin đã tuyên bố sẽ coi các cuộc tấn công như vậy là một cuộc tấn công chung của mỹ và ukraine vào nga tổng thống vladimir putin tuyên bố rằng kiev sẽ không thể tự mình thực hiện các cuộc tấn công như vậy vì họ sẽ phải dựa vào dữ liệu nhắm mục tiêu do nato cung cấp kênh Military Summary mới đây đưa tin về phía Pokrovsker, áp lực lên lực lượng Kiev tại Selidovo ngày càng tăng. Quân đội Nga, viết tắt là RFAF, đang tấn công từ cả ba phía, Đông, Nam và Bắc. Tại quận 11, lực lượng của họ đã chiếm được vị trí thuận lợi. Tuyến đường qua Visneve gần đó đã bị cắt đứt, tình hình hậu cần của Ukraine rất nghiêm trọng. Tại quận Sabanka, thuộc thành phố Toretsk, quân đội Ukraine, viết tắt là AFU, đã có thể chiếm được phần lớn quận này sau nhiều đợt phản công. Trên mặt trận Kursk, lực lượng Moscow công bố đoạn phim ghi lại hình ảnh binh sĩ của họ chiếm giữ làng Snagos. Hiện ở khu vực này đang diễn ra những trận chiến tranh giành vị trí, không có tiến bộ lớn nào. Theo kênh Military Chronicle, khoảng 75% diện tích Selidovo nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, tình hình tương đối khó khăn của lực lượng Kiev tiếp tục. Vào thời điểm này, trong khu vực tư nhân ở Tây, Tây Nam thành phố, vẫn còn một số đơn vị quân đội Ukraine bắt đầu phản công. Bất chấp việc có các trận chiến, nhưng không thể nói về sự hiện diện đông đảo của binh sĩ Ukraine ở Selidovo. Hầu hết các nhà phân tích nước ngoài đều đồng ý rằng AFU có thể thất thủ hoàn toàn trong 72 giờ tới. Trong một diễn biến liên quan, kênh Ritopka đưa tin việc tiểu đoàn 210 của quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Ismailovka do không thể chịu đựng được các đợt tấn công khốc liệt của đối phương đã gây ra một chuỗi sự kiện không thể đảo ngược theo hướng Kurakove. Cuối cùng, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội, lực lượng Moscow đã thực sự áp sát cụm cứ điểm Kurakovka cũng như các vị trí xung quanh. Đồng thời, Ismailovka thất thủ đã cắt một vết thương khác ở hàng phòng ngự của quân đội Ukraine ở Goniak vết thương vốn đã dỉ máu nay càng nghiêm trọng hơn. Theo dữ liệu mới nhất, giao tranh đã diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố. Quân đội Nga vừa cho biết, không quân nước này tiếp tục thực hiện các vụ ném bom nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố Kurakove. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ quân đội nước này thông qua máy bay không người lái UAV trinh sát đã phát hiện điểm tập trung tạm thời của lữ đoàn cơ giới biệt lập số 58 Ukraine bên trong thành phố Kurakove thuộc tỉnh Donetsk. Đòn không kích với sự hỗ trợ trinh sát từ UAV đã phá hủy nơi tập kết nhân lực tạm thời của đối phương cùng một kho đạn. Truyền thông Nga sau đó đã đăng đoạn video ghi lại cảnh vụ không kích xảy ra. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin và video được Nga đưa ra. Trong thông báo cập nhật tình hình giao tranh ở tỉnh Kursk hôm 25 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moskva đã tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở Kursk, khiến đối phương tổn thất hơn 300 người và 4 binh lĩnh Ukraine hàng đầu trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm đột kích khu vực biên giới Novipus. Lực lượng vũ trang Nga cũng đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine hướng tới khu định cư Alexandrovka. Novo Plekovo Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục hoạt động tấn công ở Kursk, đánh bại các đơn vị Ukraine ở các khu định cư Dajino, Zeleny Sliak, Nister, Sniklin, Novo Ivanovka, Vlekovo. Máy bay chiến đấu Nga đã tấn công lực lượng dự bị Ukraine ở tỉnh Sumy, khu vực giáp Nga và là nơi Kiev triển khai quân qua biên giới vào lãnh thổ Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Ukraine đã mất hơn 26.550 quân nhân, 177 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 105 xe bọc thép chở quân, 1.003 xe chiến đấu bọc thép, 686 phương tiện, 229 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Trong một diễn biến khác liên quan, Nga đã gửi thông điệp đanh thép về hợp tác quân sự với Triều Tiên. Phát biểu tại một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình 1 vào hôm 25 tháng 10, Tổng thống Putin cho biết, Nga và Triều Tiên sẽ tự quyết định việc có áp dụng điều khoản hỗ trợ quân sự của hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện hay không và áp dụng như thế nào. Ông Putin lưu ý rằng vấn đề đang được đưa ra thảo luận là khả năng hỗ trợ quân sự được đề cập trong điều khoản thứ tư của hiệp ước. Ông Putin nhấn mạnh, "Nhưng tôi muốn nói rằng đó sẽ là quyết định có chủ quyền của chúng tôi." Chúng tôi có áp dụng điều đó hay không? Ở đâu? Như thế nào? Chúng tôi sẽ áp dụng hay can dự như thế nào? Chẳng hạn tiến hành một số cuộc tập trận, huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm. Đó hoàn toàn là quyết định của chúng tôi. Nó giống việc chúng tôi liên tục được phương Tây nói rằng việc Ukraine đảm bảo an ninh của họ như thế nào là chuyện của họ, dù có hay không tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cũng trong ngày 25 tháng 10, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Kim Jong-il khẳng định Bộ Ngoại giao không trực tiếp liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, do đó không thể bình luận về những hoạt động điều quân. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, nếu việc mà truyền thông quốc tế đang bàn tán là thật, tôi tin rằng đó sẽ là động thái đáp ứng các quy định của luật pháp quốc tế. Với tuyên bố trên, Bình Nhưỡng tiếp tục phản ứng giống Moscow trong việc không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận việc đã điều quân sang Nga. Theo truyền thông Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở phía tây thủ đô Tehran vào rạng sáng 26 tháng 10. Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận thông tin này và cho biết tiếng nổ có thể xuất phát từ việc kích hoạt hệ thống phòng không. Phóng viên AFP tại hiện trường cũng xác nhận đã nghe thấy các vụ nổ trong khu vực. Quân đội Israel sau đó đã tuyên bố chính thức xác nhận họ đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran theo tuyên bố đây là động thái đáp trả sau nhiều tháng bị chế độ iran tấn công liên tục vào nhà nước israel trong động thái phản ứng nhà trắng cho biết israel đã thông báo cho mỹ ngay trước khi tiến hành vụ tấn công này Ngày 25 tháng 10, Anna Zolou dẫn thông cáo của Sencom cho hay phi đội F-16 của Mỹ đóng tại Đức đã triển khai đến Trung Đông giữa lúc khu vực leo thang căng thẳng và Israel, được cho là sắp tấn công trả đũa Iran. Sencom không nêu rõ vai trò hoạt động dự kiến của F-16, nhưng nhấn mạnh sứ mệnh của chúng là tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Đồng thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Đông leo thang căng thẳng, Israel được cho là chuẩn bị đáp trả vụ Iran, bắn 200 tên lửa vào nước này hôm 1 tháng 10. Các hoạt động ăn miếng trả miếng giữa Iran và Israel gia tăng trong năm nay sau vụ Israel bị cáo buộc đánh bom lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 khiến một số quan chức quân sự cấp cao Iran thiệt mạng. Ngày 25 tháng 10, lãnh đạo cơ quan tình báo của Israel đã trở lại Ai Cập để thảo luận với giới chức nước này về khả năng khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn mới tại giải Gaza với lực lượng Hamas. Theo truyền thông Israel, ông David Bania, giám đốc cơ quan tình báo Mossad và là trưởng đoàn đàm phán của Israel, đã tới Cairo trong sáng 25 tháng 10 để thảo luận với tân giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập Hassan Mahmoud Rassad về triển vọng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin mới giữa Israel và phong trào Hamas. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa giám đốc tình báo Mossad David Bania và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập, kể từ sau khi ông Mahmoud Rassad được chỉ định lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập thay thế ông Abbas Kamen hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, các thông tin liên quan về cuộc gặp chưa được công bố. Cập nhật diễn biến nóng nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 Nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post ngày 25 tháng 10 tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. CEO của cơ quan truyền thông này William Levitt cho biết đây là sự quay lại với nguồn gốc của chúng tôi là không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống. Ban biên tập của báo này đã bày tỏ ủng hộ các ứng cử viên tổng thống trong hơn 3 thập kỷ. Đây là lá phiếu trắng đầu tiên của tờ báo sau hơn 30 năm. Trong cuộc bầu cử được truyền thông Mỹ nhận định là gây chia rẽ nhất trong lịch sử xứ cờ hòa. Khảo sát mới nhất do Viện Các Vấn đề Chính trị Đại học Harvard công bố ngày 25 tháng 10 cho thấy, trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Kamala Harris dẫn điểm trước cựu Tổng thống Donald Trump. Trong nhóm cử tri trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi, cụ thể trung bình trong 3 người trẻ tuổi có 2 người ủng hộ bà Harris và 1 người ủng hộ ông Trump. Xu thế này giúp bà Harris vượt trước đối thủ 28 điểm xét về sự ủng hộ của cử tri trẻ. Đây là mức chênh lệch lớn nhưng giảm 3 điểm so với kỳ khảo sát hồi tháng 9 cũng do Viện các vấn đề chính trị Đại học Harvard thực hiện. Đáng chú ý, ở 7 bang chiến địa, mức độ dẫn điểm của bà Harris trước ông Trump ở giới trẻ chỉ còn 9 điểm, 51% so với 40%. Thăm dò cũng cho thấy mức độ chênh lệch về độ hào hứng khi đi bỏ phiếu của cử tri trẻ tuổi với ứng cử viên họ ủng hộ. 71% cử tri trẻ ủng hộ bà Harris nói rằng có kế hoạch đi bỏ phiếu, trong khi tỷ lệ này ở nhóm ủng hộ ông Trump chỉ là 59%. Khoảng cách về giới tính cử tri cũng tiếp tục được nới rộng. Bà Harris dẫn 10 điểm trước đối thủ ở cử tri nam giới trẻ tuổi và dẫn trước tới 30 điểm ở nhóm cử tri nữ giới trẻ tuổi. Ông Trump chỉ có được đôi chút lợi thế từ số thanh niên da trắng. Đáng chú ý, chỉ có 1 trên 5 người tham gia khảo sát tin rằng sẽ có tiến trình chuyển giao quyền lực êm thấm hậu bầu cử. Ngày 25 tháng 10, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố phản hồi sau khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cáo buộc ông tái hiện một cuộc meeting tinh khét tiếng của Đức Quốc xã với sự kiện vận động của ông chỉ vài ngày trước bầu cử Mỹ. Trả lời phỏng vấn trên CNN vào hôm 24 tháng 10, bà Hillary Clinton đã liên hệ cuộc meeting tranh cử sắp tới của ông Trump tại đấu trường Madison Square Garden với cuộc biểu tình khét tiếng của Đức Quốc xã diễn ra tại đây vào năm 1939. Cuộc meeting của ông Trump tại Madison Square Garden ở thành phố New York được lên lịch vào ngày 27 tháng 10, chỉ 9 ngày trước ngày bầu cử. Các quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump đang mong đợi lượng người tham dự đông đảo và họ cho biết họ đang bổ sung thêm một số chỗ rất lớn. Bà Clinton nhận định với phóng viên Kathleen Collins của CNN, một điều khác mà bạn sẽ thấy vào tuần tới là ông Trump thực sự tái hiện cuộc biểu tình tại Madison Square Garden vào năm 1939. Tôi đã viết về điều này trong cuốn sách của mình tổng thống franklin roosevelt đã kinh hoàng khi thấy những người theo chủ nghĩa tân quốc xã phát xít ở mỹ xếp hàng để về cơ bản cam kết ủng hộ loại chính phủ mà họ đang thấy ở đức vì vậy tôi không nghĩ chúng ta có thể bỏ qua điều đó bà clinton cảnh báo cử tri hãy mở mắt ra để thấy mối nguy hiểm mà người đàn ông này ám chỉ ứng cử viên donald trump gây ra cho đất nước chúng ta bởi vì tôi nghĩ rằng điều đó rõ ràng và hiện hữu đối với bất kỳ ai chú ý Thư kỳ báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Caroline Levitt sau đó đáp trả rằng bà Hillary Clinton đã quá bối rối vì hội chứng rối loạn chống ông Trump kéo dài 8 năm của bà, đến nỗi quên mất rằng bà đã tổ chức một sự kiện tại Madison Square khi còn là thượng nghị sĩ, và chồng bà là cựu tổng thống Bill Clinton đã chấp nhận đề cử của đảng Dân Chủ tại đó. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.